Má à, từ sáng tới giờ má thấy trong người như thế nào rồi? Ừ, má cũng đỡ nhiều rồi. À mà Thuấn nè, ngày nào con cũng vô đây với má, có ảnh hưởng tới công việc của con không? Không sao đâu má, tự vì con tranh thủ về nghỉ trưa rồi con đi mà. Má, má ăn miếng đi má. Ừ. Anh cảm ơn em nhiều nghe. Thời gian ở đây á, em giúp anh nhiều quá. Thiệt tình anh cũng không biết nói sao để cảm ơn em nữa. Có gì đâu anh đừng bận tâm. Em à, em nói thiệt đi, em bị sao mà nằm viện vậy? Em ở bữa trước á, bác nghe cái cô y tá nói là con uống thuốc tự tử rồi cấp cứu vô đây phải không? Có chuyện gì vậy con? Con đi xin việc nhưng bị người ta gạt hết tiền, thiếu nợ nhiều quá, tụi giang hồ tới đòi nhưng mà con không có tiền trả nên con... Mấy kẻ lừa đảo đó làm chuyện thất đức quá à. Thiệt tội cho con. Vậy là bây giờ em vẫn chưa đi làm ở đâu à? À, chỗ anh làm á, hình như đang tuyển công nhân đó. Nếu em muốn thì nộp hồ sơ vô đó xin việc đi. Anh giúp được gì thì em giúp. Em đừng có buồn nữa. Dù có xảy ra chuyện gì á, em cũng phải nghĩ tới người thân, nghĩ tới cha mẹ của mình nữa chứ. Vì mình chết là hết, nhưng họ mới là những người ở lại chịu đau khổ. Từ khi em sinh ra, em không có cha mẹ rồi. Anh xin lỗi, anh không biết. Không có gì đâu anh, em quen rồi. Em ăn cơm luôn đi. Dạ em cảm ơn. Đi uống nước với em một chút đi, em có chuyện cần nói với anh. Ờ, Nụ, có liên quan gì tới Thơm không? Ờ, cũng có chút chút. Thôi, lát nữa em sẽ nói. Từ từ khoai cũng nhừ mà, đi. Ờ, được. Dạo này Thơm có khỏe không Đụ? Cậu có phải tăng ca nhiều không? Anh còn quan tâm Thơm nhiều như vậy, sao không tới thăm nó đi? Thơm chia tay với anh rồi, lúc nào cũng né tránh anh hết. Anh có muốn cũng đâu có gặp được đâu. Chắc nó còn ngại chuyện má anh đó. Anh có nói với Thơm là cho anh thời gian để thuyết phục má, nhưng mà Thơm không chịu. Chắc đúng như Thơm nói, là Thơm không còn yêu anh nữa. Không, không phải vậy đâu nha. Tại nó đang mặc cảm đó thôi. Nếu mà anh thật lòng yêu nó thì nên cho nó chút thời gian để nó vượt qua chuyện này. Em nói thiệt chứ? Thiệt. 100% á. Em biết con Thơm nó yêu anh nhiều lắm á. Nhưng bây giờ con Thơm nó đang gặp phiền phức lớn đó anh Nhân. Nói thiệt, bữa nay em tới tìm anh cũng là vì chuyện này. Em nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp được nó thôi.
Chuyện gì vậy? Con Thơm nó mượn của tụi giang hồ 5 triệu. Cái gì? Nó góp được mấy ngày thì mới biết tiền đó là tiền đứng. Số tiền nó góp hàng ngày chỉ là tiền lãi. Còn tiền gốc á thì vẫn y nguyên. Bây giờ tụi giang hồ đòi phải trả một lần cả vốn lẫn lãi là 7 triệu đó. Nếu không trả, tụi nó sẽ kéo người tới gây khó dễ đó. Nhưng mà tại sao Thơm lại phải mượn tiền của tụi nó chứ? Bộ Thơm có chuyện gì hả? Không, con Thơm nó mượn giúp con Khánh làm phí sinh việc. Ai dè con Khánh lại bị người ta gạt hết tiền. Mấy bữa trước nó nghỉ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Nghiêm trọng vậy sao? Anh coi có cách nào để giúp nó được không? Từ từ đem tính xem sao. Vợ sống làm việc đứng thẳng thơ quá vậy? Làm đi, nhìn gì làm việc biến đứa quen. Làm đi, nhìn gì Kha, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đứng đây? Dạ, em có chuyện muốn nói với xưởng trưởng à. Có chuyện gì vậy? Vô đây rồi nói. Dạ, em muốn xin anh cho em ứng trước 2 triệu tiền lương được không ạ? Ở đây có cho ứng lương vào nửa tháng đó. Cậu ráng chờ tới lúc đó chắc sẽ được. Dạ, em có chuyện quan trọng lắm, không thể chờ tới lúc đó được. Anh làm ơn giúp em được không anh? Thôi, nể tình cậu làm việc ở đây lâu, tôi sẽ ráng giúp cậu. Nhưng trước giờ không có ứng 2 triệu được đâu. Phần nữa thì được. Dạ. Sao, giờ cậu có ứng không? Để tôi còn viết giấy, không là tôi đi công việc đó. Dạ có chứ ạ. Anh làm giấy giúp em đi ạ. Con làm gì ở phòng má vậy? Con vô phòng kiếm má hả? Dạ con
con qua hỏi coi coi má có đăng ký đi chuyến đi miền Trung không? Có chứ. Có bà bạn đăng ký giùm má rồi. Đầu tuần sau là đoàn của má đi đó. Mà có gì không? Dạ không có gì. Tại con thấy má bận nhiều công việc quá, con sợ má quên thôi. Thôi con ra ngoài chút xíu nghe má. Lại đi gặp con Thơm phải không? Không phải đâu má. Con định ra ngoài mua ít đồ thôi. Ừ, đi đi. Đi sớm rồi về sớm nha con. Dạ. Hy vọng là bận rộn nó sẽ quên được con nhỏ đó. Ồ, đại ca, nè, tiện nè. Đúng sao rồi anh? Sao? Trời ơi, sao không đúng? Nói nghe nè anh ăn cơm thì tụi em hút cháo chứ. Mà khó khăn lắm á, em mới lấy tiền được cho anh á. Hôm trước tao đưa cho mày rồi mà. Trời đất ơi, anh đưa em chút xíu à. Không đủ bồn nhí em nó xài nữa. Tính làm em mất mặt với tụi nó đúng không? Nè, con nào mà đòi hỏi nhiều quá, mày cho nó đi tàu bay nha. Nhẹ nhàng, thoải mái. Em cũng mới biết anh hai mới làm cái shop quần áo cho người ta đúng không? Hey mày, kể tao. Anh làm em không biết gì hết vậy. Thôi bây giờ nó nghe nè. Nếu mà anh không muốn chơi nữa thì em sẽ đổi hàng mới cho anh. Chuyện nhỏ mà. Phải không? Hay là anh muốn kiếm hàng lạ thì kiếm mấy đứa công nhân đó. Dễ chơi, ít đòi hỏi, khỏi tốn tiền nhiều. Hay, hay. Bây giờ sao? Sao? Thì đưa em chút đỉnh xài coi. Đó, quá được luôn. Ừ. Nhỏ được không anh? Mày bậy bạ. Tao cưng, tớ đang nghĩ tụi anh hả? Bây giờ anh nói với cưng biết nè, nếu không đủ 7 triệu á thì cái phòng cưng ở á là tan nát luôn đó. Anh nói là anh làm đó. Tiền con Thơm với con Khánh mượn, bữa nay tôi trả đủ cho anh. Tụi anh đừng có tới làm phiền tôi nữa. Nếu không hả, tôi báo công an á. Gì dữ vậy của em? Anh làm gì mà phải sợ công an? Thì mấy anh á, cho dây ăn lời cắt cổ chứ làm sao nữa. Mày nói gì đó? Mày nói lại tao nghe coi. Ăn lời cắt cổ hả? Tôi nói mấy anh á, cho dây ăn lời cắt cổ. Ăn lời cắt cổ mày, dữ hả? Ngồi xuống mày. Ê, quỷ cái. Ngồi xuống. Mày dễ mà cái tao hả? Bình tĩnh mày. Em nói vậy là không có đúng rồi. Con Thơm nó tới đây nó lại lục anh nè, để mượn tiền, chứ anh có ép buộc nó đâu. Còn chuyện cho dai á thì phải đẻ lời, đó là chuyện đương nhiên. Cái lý đơn giản vậy mà em không hiểu sao? Anh để nó đi dễ dàng vậy sao đại ca? Mày chấp để làm gì? Mày muốn làm ăn lâu dài ở cái xứ này thì phải lấy cái đầu ra mà động não. Tới khi tụi nó hết tiền á, tụi nó sẽ lết xác lại đây thôi. Tới chừng đó đó, tao cho mượn một mà bắt phải trả 10 kìa. Như vậy mới đáng đời nó đúng không? Đã xấu nói chuyện khó nghe nữa, nhưng mà anh để cho em shop nó đi đúng không? Nó mới nghe lời được. Huh?
Trời đất ơi, sao mày về trễ vậy Thơm? Bộ bữa nay mày tăng ca hả? Không, lúc chiều á tao tăng ca sớm, nhưng mà tao dắt xe đi lòng vòng tới giờ luôn. Trời đất, mày đi lòng vòng ở ngoài làm gì? Bộ có chuyện gì nữa hả? Tao cố nghĩ cách để kiếm tiền trả cho tụi tèo què, mà nghĩ hoài cũng không ra. Tao cứ dắt xe đi như vậy á, rồi tao quên cả thời gian luôn. Tưởng gì, tao trả cho tụi nó rồi, mày đừng có lo nữa. Hả? Mày đang nói gì vậy? Tao nói á, là tao trả hết nợ cho tụi tèo què rồi. Từ nay á, tụi nó không có tới làm phiền phòng mình nữa đâu. Nhưng ở đâu mày có tiền mà trả? Bí mật. Chuyện đó tao sẽ nói sau. Thôi, tụi mình vào bệnh viện nhanh lên, để con Khánh nó chờ. Ủa, Thơm, Tụ, tụi em cũng mới vô hả? Tại bữa nay con Thơm nó về trễ, em phải đợi nó về rồi cùng đi luôn. Cha, anh Kha lo cho con Khánh hết biết luôn nha. Tối như vậy rồi mà còn vô thăm con Khánh nữa. Tại ban ngày anh bận quá nên tranh thủ buổi tối thôi. Ngày mai á, con Khánh nó xuất viện rồi đó anh Kha. Vậy hả? Còn chuyện tiền bạc trả cho tụi tèo què đó, hồi chiều này á, anh có lên gặp xưởng trưởng xin ứng trước lương, nhưng mà chỉ được có 1 triệu thôi à. Chắc là không đủ trả hết một lần. Nhưng mà tụi em cứ cầm tạm đi, rồi có gì mình tính tiếp. Chuyện nợ nần anh đừng lo nữa. Chiều nay em đã trả xong cho tụi nó rồi. Tụi nó không có tới gây chuyện nữa đâu. Ủa, sao nhanh vậy? Mà tụi em làm gì có tiền mà trả chứ? Kỳ này á, mà không nhờ con nụ á, là em với con Khánh á, tiêu với thằng Dũng mất nâu rồi đó anh. Vậy thôi, số tiền này á, mình để dành làm thủ tục xuất viện cho Khánh cũng được. Con Khánh á, mà nó biết được tấm lòng của anh vậy, chắc nó xúc động lắm luôn á. Những chuyện anh làm có là gì đâu. Thì mình là anh em chung nhà trọ mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mà tụi em đừng cho Khánh biết chuyện này nghe. À thôi, mình vô thăm Khánh đi. Bác ăn với con đi bác. Dạ, con chào cô. Ủa, con chào cô. Dạ, con chào cô. Con cứ nói chuyện với các bạn đi, bác nằm nghỉ chút nha. Dạ. Anh, ăn đi. Khánh, dì báo cho em một tin vui nè. Chiều nay á, nụ đã trả hết tiền cho thằng tèo què hết rồi. Trời, thiệt gì hả chị? Em cảm ơn chị nụ nhiều lắm. Sau này em sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền trả lại cho chị. Thôi, em khỏi cảm ơn đi. Đó không phải là tiền của chị đâu. Không phải tiền của mày á, chứ là tiền của ai? Đừng có hỏi. Tao đã nói là bí mật mà. Dạo này mày có nhiều bí mật ghê ha. Em vui quá à. Em ước gì ra viện là có việc làm ngay, để em đỡ đần cho mọi người. Em nợ mọi người nhiều quá rồi, không biết tới lúc nào em mới trả hết được. Em cứ vậy không à, lại khách sáo nữa rồi đó. Nếu như em không khách sáo mà chỉ biết tự nhiên như ruồi á, thấy cái gì ăn được hay không ăn được cũng bu vô, thì mấy anh chị mới sợ em đó. Chị. Bên chỗ anh làm á, đang có tuyển thêm người đó. Nhưng mà anh không biết em có làm nổi không, tại vì công việc ở đó vất vả lắm. Dù có cực khổ mấy, em cũng chịu được mà. Em không thể để thất nghiệp hoài như vậy được. Hay anh thử xin cho Khánh vào đó làm đi. Chứ để nó ở nhà một mình, nó buồn rồi lại suy nghĩ lung tung á. Ừ,
Để ngày mai anh nói chuyện với xưởng trưởng xem sao. Dạ. Vậy là mai mốt á anh Kha khỏi đi đi về về một mình rồi nha. Lúc nào cũng có em Khánh chị ở bên cạnh hết. Chị này nói bậy không ạ? Anh thấy Thơm đâu có nói gì bậy đâu. Nói vui mà. Mà cũng đúng, anh với em làm chung, không lẽ em đi về với ai? Sao ai cũng cười hết, chỉ có mình mày không cười vậy? Bộ mày thấy tao vô duyên lắm hả? Tôi đâu có dám chê ai vô duyên đâu. Vì chỉ mình tôi á là đủ vô duyên cho tất cả thiên hạ rồi. Chị Nụ. Em đi đâu vậy Nụ? Tụi mình vô duyên thiệt á. Giờ tao với mày á vô bệnh viện đón con Khánh. Khi về á mình mua cái gì ngon ngon nấu cho nó ăn nha. Nhìn nó như vậy nhưng chắc cũng còn yếu lắm, mình phải bồi bổ thêm cho nó mới được. Nghĩ mà giận nó hết sức vậy đó, có bao nhiêu tiền đâu mà phải tự tử. Mình mà không phát hiện kịp thời á thì có phải uổng công gia đình nó đã nuôi nấng nó không á. Chắc cũng tại tao hay nói này nói nọ nên nó buồn, nó quỷ quẫn như vậy. May mà không sao, chứ nếu không tao ân hận suốt đời. Nhưng mà điều tao vui nhất bây giờ á là giữa mày với nó không còn gút mắt gì nữa hết á. Tụi mình ráng thương nhau, giúp đỡ nhau cùng sống chung là được rồi. Hy vọng là anh Kha sẽ sớm xin được chỗ làm cho nó. Nó có việc làm ổn định thì tao mới yên tâm được. Thôi mình tranh thủ quá vô đón nó sớm đi rồi mình còn đi làm nữa. Mày vô thay đồ đi. Bác chịu khó đi dạo một chút cho thoải mái. Đi dạo buổi sáng như vậy á tốt cho sức khỏe lắm đó bác. Cũng may là có con Diều nên bác mới ra ngoài được. Chứ thằng Thuấn nó bận quá à. Lúc nào cũng tất bật với công việc hết á. Má, con mang đồ ăn cho má nè. Anh cũng có mua đồ ăn cho em nữa đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Em làm phiền anh quá à. Có gì đâu. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em cũng giúp anh chăm sóc má của anh thôi. Con ăn uống gì chưa? Dạ. Đã tăng ca cả đêm, sáng lại lo chạy vô đây liền. Không ăn uống cẩn thận coi chừng bệnh nha con. Con ăn rồi, má đừng có lo cho con. Ủa, chị Thơm, chị Nụ. Con chào bác. Dạ, chào bác, anh. Chào anh ạ. Dạ, bác đây là nằm chung phòng với em, hai chị biết rồi. Còn đây là anh Thuấn, con trai của bác. Ủa, chắc em biết là sáng nay tụi chị vô đón em xuất viện hay sao mà ra đây ngồi chờ vậy? Em muốn về nhà lắm rồi. Ủa, bữa nay em được xuất viện rồi hả? Em khỏe hẳn rồi, bác sĩ không có chờ ở đây nữa nên em phải về thôi. Anh chúc mừng em nghe, được về nhà là tốt rồi. Bác ở lại nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe nha bác. Tối nay con xuất viện rồi, rảnh con sẽ vô thăm bác. Con cũng ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Sau này nhớ đừng làm chuyện dại dột nghe chưa. Bác sẽ nhớ con lắm đó. Dạ, con biết rồi. Thôi con với hai chị vô bệnh viện làm thủ tục xuất viện nha. Dạ chào bác, dạ chào anh. Em về. Dạ, chào bác tụi con về. Dạ chào bác, chào anh ạ. Con nhỏ vừa hiền lành vừa dễ thương. Ai có phúc lắm mới lấy được nó đó. Má đã giàu trí tưởng tượng nữa rồi. Miễn là con muốn á, có gì mà không được. Con trai á, mà thấy đứa con gái nào hay hay á, thì phải chủ động tấn công. Chứ con gái nó thích á, nó rù quến ngược lại thì sao?
Con nên nhớ cái loại gái mà như trâu đi tìm cọc thì cũng là gái già, gái ế, gái hư rồi, chứ không phải là của ngon vật lạ đâu à nghe. Con mệt má quá à. Má cứ thấy cô gái nào cũng tưởng tượng là con dâu mình được. Con không có dễ đâu à. Cái con Khánh mà con còn chê gì nữa. Để tới lúc có thằng khác nó chôn rồi á mới biết là xót ruột. Con biết rồi. Ừ. Con biết rồi mà. Má cứ chờ đi. Việc gì tới sẽ tới mà. Mà việc gì không tới á cũng sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn làm vợ chồng với nhau á thì phải có duyên nợ, chứ đâu phải cứ ghép đôi khơi khơi là được đâu má. Cứ nghĩ như con, tới lúc má chết rồi á cũng chẳng biết mặt dâu mặt cháu đâu hết á. Má đừng có lo mà. Con á, con sẽ làm cho má tội nguyện mà. Thôi, mình đi vô ăn sáng rồi nghỉ ngơi má ha. Ừ. May mắn lại đến. Em bước qua đi. Em hả? Cười gì vậy? Thà tin là có còn hơn là không. Mày bước qua luôn đi. Hey. Vậy là xong rồi. Ủa, Khánh về rồi hả? Khỏe chưa? Tụi này mua trái cây nè, sẵn mừng Khánh xuất viện á. Trời ơi, hai người làm gì mà khách sáo quá vậy? Qua chơi là được rồi. Lần sau á, mà có chuyện gì á, phải nhớ nói cho mọi người biết nghe chưa? Đừng có làm chuyện dại dột như vậy á. Một lần là sợ tới già rồi, không có lần sau nữa đâu. Nhớ đó, biết vậy là tốt rồi. Mọi người ngồi chơi đi, chị vô chị lấy trái cây. Đây. Trái cây nè, mọi người ăn đi. Khánh ăn đi. Thôi đúng à. Nè cho miếng nữa nè. Khánh, ăn đi em. Em vui quá. À, cho gửi. Con cho gì? Lại phở tái nữa phải không con? Dạ đúng rồi. Tính con á chung thủy lắm gì. Ăn cái gì á là ăn một thứ một thôi. Dì cho con tô như vậy. Rồi, đại diện chút nha. Phở của em đây. Cảm ơn anh Tâm. Sao trời hôm nay tự nhiên nóng đột xuất quá anh Tâm ha. Cài áo khoác lại đi bà. Trời đất ơi, có phải đàn ông không vậy trời? Mấy chị thấy sợi dây chuyền này có hợp với em không? Quá, đẹp quá ta. Của ai tặng vậy? Của bạn trai em mới tặng cho em đó. Trời ơi, cô bộ anh chàng sợp ghê ha. Sợi này cũng phải hơn triệu chứ ít gì. Anh tốt lắm đó chị. Anh biểu em đừng có đi làm nữa, ở nhà anh nuôi. Vậy là em sướng quá rồi, đồng ý đại đi cho rồi. Em biết ảnh thương em á và sợ em vất vả. Nhưng em phải suy nghĩ chứ chị. Mình mà nhận lời liền á, người ta lại nghĩ mình thừa cơ ăn bám, mất giá chết. Đừng có thấy như vậy mà ham. Biết đâu chàng ta có ý đồ gì đó, nên chịu vậy thôi.
Người yêu tôi á không phải hạng người vậy đâu. Bà đừng có ghen tị mà nói lung tung. Sao? Ai thèm ghen tị với mày? Bộ, bộ mày tưởng có mình mày có bộ hay sao? Tại vì á tao lo cho mày. Sợ mày á bị chai nước lạc nên tao mới nhắc nhở mày cẩn thận vậy thôi. À, mày biết cái gì mà nhận xét người yêu của tao mày? Không biết. Nhưng thời bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Cẩn thận cũng không thừa đâu cưng. Mày im đi. Sao tao phải im? Tao nói miệng tao ai cấm được tao chứ. Mày muốn gì hả? Mày muốn gây sự với tao phải không? Ê, mày muốn đánh lộn ở đây hả? Tao không có sợ đâu nha. Chuyện có vậy không mà cãi nhau làm gì nữa không biết. Thiệt. Chị Nụ, sao bữa nay chị không nói gì hết vậy? Chị nói với mẹ một câu công bằng đi chứ. Mỹ nó nói đúng đó. Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn mà. Ừ. Ê, lát nữa đi ăn kem ha. Ừ. Chúng em qua em chở chị ha. Ừ. Rồi, về trước nha. Dạ, bye bye chị. Sao vậy? Còn giận chị chuyện hồi chiều không binh vực em hả? Không phải. Con Mỹ không biết gì hết á. Bạn trai em tốt lắm. Anh không giống như mấy người khác đâu. Anh quen em nhưng có lợi dụng em đâu. Ờ, vậy chắc là con Mỹ nói sai rồi. Mà em để ý lời của nó làm gì? Miễn sao em thấy lựa chọn của mình đúng là được rồi. Tất nhiên là em tin vào lựa chọn của mình rồi. Và em đang rất là hạnh phúc. Đó, bạn trai em đó chị. Chị thấy phong độ ghê chưa? Thôi em đi nha. Gặp lại chị sau, bye bye chị. Nhị ơi. Nhị à. Dạ. Vô đây tôi hỏi. Thần Nhân nó về chị em? Dạ chưa bà. Mà có gì không vậy bà? Không, không có gì đâu. Thôi em xuống nhà làm việc đi. Dạ. Không có chuyện gì mà gọi mình thất thanh như vậy. Chắc là cậu Nhân lại gây chuyện nữa rồi. Quá lắm rồi. Còn với cái thiệt tình. Con đứng lại đó. Ủa má? Má chưa ngủ hả? Má có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì vậy má? Con nói thiệt đi. Số tiền đó con lấy đi làm gì? Tiền gì má? Con không hiểu. Tới giờ phút này mà con còn định chối nữa hả? Má hỏi lại, con cần số tiền đó để làm gì? Con... Có phải con lấy tiền đó con đưa cho con Thơm phải không? Không có đâu má. Má nói gì vậy? Con không có. Nhìn cái thái độ của con, không cần hỏi má cũng biết hết rồi. Từ trước tới giờ con rất là ngoan. Con đâu có như vậy đâu. Từ khi con quen con Thơm rồi, con bất cần, con không nghe lời má nữa phải không? Không phải vậy đâu má. Má nghe con nói đi. Má không cần nghe gì hết. Những gì con làm con tự kiểm điểm lại đi. Con đứng trước bàn thờ ba con mà con tự vấn lương tâm lại đi.
Anh Kha nói á, ngày mai anh sẽ chở em đi với ảnh đi xin việc làm á. Có anh Kha giúp á chắc là được đó em. Mày đang nghĩ gì vậy nụ? Sao mới ăn đi? Bữa nay tao nhìn thấy người yêu của nhỏ Nga làm chung với tao rồi. Sao? Thấy anh bạn nó đẹp trai quá rồi ghen tị hả? Ghen tị cái con khỉ. Mày có biết thằng đó là ai không? Ai? Thằng đó là Dũng Mắt Nâu, thằng đàn em của Tèo Què. Hôm bữa tới đây đòi nợ tụi mình nè. Rồi. Trời đất, sao con Nga dám quen với thằng đó vậy? Bởi vậy tao mới nói. Hay là mày nói cho nó biết đi, kêu nó phải cẩn thận với thằng đó. Hơi khó đó. Bây giờ con Nga tin tưởng thằng Dũng lắm. Chiều nay á, nó cãi với tụi con Mỹ, cũng vì tụi con Mỹ xúc phạm thằng Dũng đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Dù sao cũng không thể để cho thằng Dũng gạt nó được. Khánh ơi, mình đi thôi em. Dạ. Nãy giờ chắc đợi anh lâu lắm phải không? Có gì đâu anh, mình đi lúc nào cũng được mà. Nãy giờ ngồi ở trong đó không thấy làm sao hết. Bây giờ chuẩn bị đi, em thấy lo quá. Không sao đâu, anh đã nói chuyện với xưởng trưởng rồi. Mà mọi người ở chỗ anh làm cũng thân thiện lắm, em đừng có lo. Lên đi em. Vô đi em. Ở đây. Dạ, chào xưởng trưởng. Dạ. À, chào cậu. Đây là Khánh. À. Mà bữa trước em đã nói với anh rồi đó. Ừ. Anh có thể cho cô ấy làm việc gì cũng được. Như là chà nhám, đánh bóng, xem vẹt ni, hay là hoàn thiện sản phẩm gì đó. Em tin Khánh sẽ làm được. Cô ấy chịu khó lắm anh à. Tôi tin tưởng người do cậu Kha giới thiệu, nên tôi không cần phải hỏi gì nhiều. Tuy công việc ở đây hơi vất vả, nhưng tôi tin là cô sẽ làm được. Cố gắng lên. Có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi mọi người. Dạ, em cảm ơn xưởng trưởng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bây giờ cậu đưa cô Khánh xuống gặp cậu Hòa, rồi kêu cậu Hòa sắp xếp công việc cho cổ. Dạ, tụi em đi nha. Dạ, tụi em đi. Chào cô. Đi. Qua đây. Anh. Dạ. À, chào tổ trưởng. Dạ, chào. Ai đó? Dạ. Đây là Khánh, em gái em. Xưởng trưởng đã nhận cô ấy làm việc rồi, nhờ anh sắp xếp công việc cho cô ấy. Cô ấy gặp xưởng trưởng chưa? Dạ vừa mới nói chuyện với anh ấy xong à. Được rồi, xưởng trưởng đã nhận lời rồi, tôi không còn gì để nói hết. Cậu coi hướng dẫn cổ á, làm những công việc dễ dàng trước đi. Cảm ơn tổ trưởng à. Dạ, cảm ơn anh. Đi em. Bên này nè. Mày biết không, tao có chuyện này vui lắm nè, tao muốn kể cho mày nghe á. Giữ bí mật cho tao nha. Nga,
Bộ em yêu bạn trai em lắm hả? Dạ, yêu chứ chị. Anh rất tốt với em mà. Vậy nếu một ngày nào đó em phát hiện ra bạn trai em không tốt như em nghĩ thì sao? Làm sao mà có ngày đó hả chị? Thì chị chỉ giả dụ vậy thôi mà. Em chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng em luôn tin ảnh là người tốt. Và em nghĩ em đã lựa chọn đúng. Nhưng em phải làm gì nè? Dạ. Vậy nè ha, em cứ chờ đợi như vậy là được. Đi nhám nè em. Dạ. Đó, phải chạy cho đều. Cậu Kha, cậu làm gì đó? Việc của mình không lo, lo việc tài lanh tài lọ không à? Về chỗ làm đi. Dạ dạ. Lúc nãy anh dặn em là hướng dẫn cho Khánh làm những việc đơn giản mà. Hướng dẫn á, chỉ như vậy là được rồi. Có cần cậu ân cần vậy không? Không nói nhiều nữa, về chỗ làm đi. Em cứ làm cho quen tay đi, lúc khác anh chị em theo. Anh không có sao đâu, anh cứ đi làm đi, em tự làm cũng được. Để đi. Nhanh tay lên. Trời ơi, thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, anh đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì phụ em. Bà gã còn thách vậy, đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền từng. Bà gã trời lon đưa cũng mấy ngàn đô. Hãy mình giải quyết được công việc gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây, mày nghe hết cái hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Nhỏ này kìa nha, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học cuộc đời còn bao nhiêu điều để sao đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đến chỗ gì mới đúng. Trời, Dương làm gì vậy Dương? Tao ăn. Dương ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.